Ngày 12 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố Võ Kim Phi, 19 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên về hai tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi trong vụ án giết chết bé gái 13 tuổi. Theo định khung, tội giết người của Phi có mức án phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, còn tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi có khung phạt từ 7 đến 15 năm tù. Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2020, Phê cùng 5 người bạn, trong đó có em KH, sinh năm 2007, rủ nhau đến Danh Thắng gần Đá Dĩa rồi vào Internet chơi. Khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, Phê nhận chở giúp H về nhà, nhưng trên đường đi, Phê chạy xe vào khu vực Trường Dương gần cầu An Hải thuộc xã An Ninh Đông. Tại đây, Phê giở trò sàm sỡ thì bé H bỏ chạy. Phê đuổi theo đám nạn nhân ngã xuống rồi bóp cổ H đến khi cô bé nằm bất động thì hiếp dâm. Sau đó Phê tự đầu cát chung H. Cũng theo cáo trạng, kết luận giám định tâm thần cho thấy khi phạm tội, Phê đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Còn trước ngày 17 tháng 6 năm 2020 và tại thời điểm giám định, bị can bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.